Nếu bạn là một fan trung thành của dòng game bóng đá Pro Evolution Soccer, hay còn được biết đến với một tên gọi khác thân thuộc hơn là PES, thì phiên bản PES 6 có lẽ không còn xa lạ gì với những người yêu thích tựa game bóng đá này. Được ưu ái chọn làm đại diện trên menu chính ngày đó, không ngạc nhiên khi hoàng đế Adriano sở hữu bộ chỉ số cực khủng và cũng có thể nói là vô đối. Tấn công 90, thăng bằng 98, tốc độ 88 và lực sút thì lên đến 99. Gần như mọi hàng thủ trong PES đều phải quỳ gối trước vị hoàng đế đến từ Brazil. Cộng thêm gameplay thời PSI mà các cầu thủ chạy chẳng khác nào đua ngựa, Adriano khi ấy có thể đi bóng một mạch từ giữa sân, băng qua cả hàng thủ mà xé lưới đối thủ dễ như ăn kẹo. Chính vì sự bá đạo ấy, đã có nhiều game thủ đời đầu thậm chí còn đặt luật cấm dùng Inter Milan hoặc Adriano để đảm bảo công bằng. Nhưng nhà phát hành game thời điểm ấy không phải là không có lý khi ưu ái Adriano đến như vậy, bởi những gì mà anh làm được trong game chính là những thứ tiền đạo này có thể thực hiện ở ngoài đời. Khu ổ chuột Villa Cruzeiro, một khu vực luôn bạo loạn theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, đã sản sinh ra đứa con xuất chúng, đó là Adriano, cái tên từng khuynh đảo bóng đá thế giới bởi sự đáng sợ của mình. Những người dân ở Villa Cruzeiro vẫn còn nhớ như in hình ảnh của cậu bé Adriano mải mê chạy theo nhịp lăn của trái bóng trên những đường phố. Adriano lớn lên với khát vọng chơi bóng để đổi đời, giúp anh thoát khỏi những ngày tháng sống trong sự nghèo khổ tới cùng cực. Nhưng luôn có quy tắc rất riêng ở các khu ổ chuột ở Brazil, nơi mà con người phải sống chung với tội phạm ma túy, mại dâm và các băng đảng khét tiếng. Cũng bởi lẽ đó, con người của Adriano là sự tổng hòa của ý chí, nỗ lực nhưng đầy bản năng và liều lĩnh. Và nó cũng không dạy cho Adriano cách để đối phó với sự giàu có. Thực tế Adriano cũng như nhiều tài năng trẻ Brazil, đặc biệt là những cầu thủ sống ở khu ổ chuột, họ thực sự là tinh hoa trưởng thành và bộc phát tài năng từ rất sớm. Thoát khỏi Villa Cruzeiro, trước mặt Adriano là cả thế giới. Bằng tài năng của mình, Adriano và đội trẻ Flamengo, năm 16 tuổi và chỉ mất một năm để được đôn lên đội 1. Anh tỏa sáng với 7 bàn sau 19 trận đấu cùng vô số những màn ảo thuật trên sân. Đội bóng của Ý là Inter Milan nhanh chóng tìm đến Adriano và mang cầu thủ này về sân Giuseppe Meazza khi anh chỉ mới 19 tuổi. Sang Milan xa hoa, được chơi bóng cùng thần tượng Ronaldo de Lima là ước mơ mà có lẽ Adriano không dám nghĩ tới khi còn là cậu bé chạy theo trái bóng ở khu ổ chuột rách nát. Thế nhưng ngay cả khi đã bộc lộ tài năng trong giai đoạn đầu ở Inter, Adriano vẫn cần nơi để giúp tài năng của mình thức giấc. Đó là Parma. Ở mảnh đất miền Trung Italia, Adriano đã hợp cùng Mutu trở thành cặp tấn công đáng sợ hàng đầu Serie A thời điểm ấy. Sau một năm rưỡi khoác áo Parma, Adriano khiến tất cả phải ngỡ ngàng bởi sự lột xác nhanh đến không ngờ. Anh ghi tới 37 bàn thắng ở Serie A và điều đó khiến cho Inter phải chi 23,4 triệu euro để mua lại anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2004. Cũng trong năm 2004, Adriano đã đặt dấu ấn đầu tiên ở đội tuyển Brazil. Tiền đạo này đã ghi bàn thắng gỡ hòa Quý Ân Vàng 2 đều ở phút 93 trong trận chung kết Copa America 2004 với Argentina. Đó là tiền đề để giúp cầu thủ được mệnh danh là hoàng đế bước ra ánh sáng. Nên nhớ ở thời điểm ấy, Adriano mới bước sang tuổi 22, nhưng đã được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu. Adriano là hiện thân cho mẫu tiền đạo cắm điển hình ở thời điểm đó, một mẫu cầu thủ sở hữu tốc độ, khả năng tì đè và sút bóng đáng kinh ngạc. Tới mức Andy Roxburgh, thành viên trong tiểu ban kỹ thuật của FIFA thời điểm ấy từng thốt lên, có những cầu thủ có thể một mình làm thay đổi trận đấu. Không ai khác, người đó chính là Adriano. Sở hữu thân hình khổng lồ cùng cái chân trái chết người, Adriano như thể luôn tìm cách bắt nạt các hậu vệ đối phương bằng lối chơi mạnh mẽ, hoang dã nhưng đầy cuốn hút của mình. Từng bước chạy, từng tình huống xử lý kỹ thuật của Adriano mỗi khi anh có bóng và khi bóng được chuyển từ chân phải sang chân trái, cái khoảnh khắc anh nhấc cái chân trái đầy cơ bắp lên thì có lẽ phần lớn khán giả đã mường tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một số người nhổm dậy chuẩn bị ăn mừng vì gần như biết được kết quả, số khác thì vẫn mắt chữ O mồm chữ A khi chứng kiến một cú dứt điểm có vận tốc kinh hoàng, hàng phòng ngự đội bạn trở nên run rẩy. Thủ môn thì chỉ biết đổ người trong bất lực, còn đối với Adriano, anh chỉ đơn giản là chuẩn bị quay lưng lại và ăn mừng một cách đầy ngạo nghễ. Nhưng rồi chỉ đáng tiếc trong giai đoạn rực rỡ và giàu có nhất trong sự nghiệp, Adriano đã không thể vươn tầm như kỳ vọng, mà trái lại, anh tự đẩy mình xuống địa ngục bởi bi kịch của chính mình. Sau trận chung kết Copa America 2004, Adriano đã tuyên bố: "Danh hiệu này dành cho cha của tôi. Ông ấy là người bạn vĩ đại, nếu không có ông ấy tôi chẳng làm được gì cả." Thế nhưng sau ánh hào quang ấy chỉ 9 ngày, Adriano đã nhận cú điện thoại định mệnh từ Brazil. "Adi à, bố mất rồi." Đầu dây bên kia cất giọng. Cha của Adriano, ông Almir, đã qua đời tuổi 45 sau cơn đau tim. Đó là cú sốc giáng mạnh vào tiền đạo mới bước sang tuổi 22. Và nó cũng là bước ngoặt khiến cho Adriano không còn có thể tăng tốc mạnh mẽ trong sự nghiệp của mình. Mọi thứ dần dần chật bánh và không ai có thể kiểm soát được điều đó.
Huyền thoại của Inter Milan Javier Zanetti chia sẻ về khoảnh khắc ấy. Bạn có thể mường tượng ra tâm trạng của Adriano lúc ấy không? Cậu ta ném vỡ nát chiếc điện thoại và bắt đầu hét lên như một con thú bị tổn thương. Khoảnh khắc ấy vẫn khiến tôi nhớ như in. Sau thông tin sét đánh ngang tài ấy, Adriano vẫn tiếp tục ra sân, vẫn ghi bàn và vẫn đưa hai tay lên trời để dành tặng cho người cha thân yêu sau mỗi bàn thắng. Thế nhưng chẳng ai có thể cứu vãn được tinh thần suy sụp của hoàng đế. Chẳng thể tìm được niềm vui trong cuộc sống, Adriano phải tìm tới những buổi tiệc tùng thâu đêm để quên sầu. Rượu đã dần dần trở thành người bạn thân và giết chết sự nghiệp của Adriano từng ngày. Sau này Adriano chia sẻ trước Blair Thibault: sau ngày hôm đó, tình yêu của tôi với bóng đá đã không còn như trước. Ông ấy yêu bóng đá và tôi yêu bóng đá. Tôi thi đấu vì gia đình và tôi ghi bàn cũng vì gia đình của mình. Vì vậy cảm xúc với bóng đá đã không còn. Tôi đã rất tuyệt vọng và bắt đầu uống rất nhiều, đến mức chẳng còn buồn đến những buổi tập. Đối với tôi chẳng còn gì để làm với Inter cả. Tôi chỉ muốn về nhà. Thành thật mà nói, bất kể việc tôi ghi bàn nhiều như thế nào tại Serie A, bất kể các cổ động viên đã dành tình yêu cho tôi như thế nào, niềm cảm hứng của tôi đã biến mất. Không phải các chấn thương đều nằm ở mặt thể chất. Tôi có một lỗ sâu trên mắt cá chân và một cái còn lại trong tâm hồn. Adriano tới kỳ World Cup 2006 với kỳ vọng lớn, với đội hình cùng dàn tấn công cực khủng của Brazil như Ronaldo béo, Ronaldinho, Kaká. Nhưng người ta chỉ còn thấy cái bóng của hoàng đế. Cầu thủ này chỉ ghi hai bàn vào lưới Australia và Ghana, nhưng hầu như không thể chạm bóng trong thất bại trước Pháp ở vòng tứ kết. Thời điểm ấy, Adriano mới bước sang tuổi 24, nhưng anh chỉ có thêm 12 lần khoác áo đội tuyển Brazil và 156 lần ở cấp độ câu lạc bộ. Mùa giải 2006-2007, Adriano chỉ ghi được 6 bàn cho Inter. Tới mùa 2007-2008, tình hình cũng không được cải thiện. Chủ tịch Inter Massimo Moratti đã yêu ái con cưng tới mức cho phép anh trở về Brazil nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần. Sau đó Adriano được cho Sao Paulo mượn lại. Thế nhưng khi niềm đam mê bóng đá vụt tắt, Adriano chẳng bao giờ tìm lại nổi ánh hào quang. Không những vậy, bản năng hoang dã của anh lại bộc phát. Ở Sao Paulo, Adriano liên tục bị phạt tiền vì đến tập muộn và chửi phóng viên ảnh. Điều đó khiến câu lạc bộ này trả lại chân sút sinh năm 1982 sớm hơn dự định. Chỉ có một thời điểm khiến người ta tin rằng hoàng đế đã tu trí khi ghi 19 bàn thắng giúp Flamengo vô địch Brazil. Điều đó giúp anh trở lại giấc mơ châu Âu khi được AS Roma ký hợp đồng. Nhưng rồi Adriano đã không thể một lần nữa chinh phục được mảnh đất hứa. Sau 7 tháng với vỏn vẹn 8 trận ra sân, hoàng đế bị đẩy khỏi thành Roma không kèn không trống. Quãng thời gian khoác áo Corinthians hay Atlético Paranaense sau này của Adriano chỉ mang tới nỗi thất vọng. Chẳng ai có thể chịu được kẻ thích tiệc tùng hơn bóng đá. Anh bị đẩy khỏi câu lạc bộ chỉ trong thời gian ngắn. Trong vòng ít năm, anh lao vào cơn cuồng quay đội bóng từ Brazil đến châu Âu rồi cả Mỹ, cuối cùng là chịu cảnh thất nghiệp. Năm 2016, Adriano đã tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình, để lại nhiều sự nuối tiếc cho người hâm mộ. Có lẽ Adriano chẳng thể trách được ai khi lâm vào bi kịch này. Bóng đá đã cho anh tất cả, cuộc sống xa hoa, danh tiếng lẫy lừng. Thế nhưng anh lại không vượt qua được áp lực để vươn tầm cao hơn nữa. Đúng như những gì đã nói, cuộc sống nghèo khổ thủa thiếu thời giúp Adriano vươn lên với khát vọng đổi đời. Nhưng nó không dạy anh chống lại cám dỗ của đồng tiền, chống lại ma lực của sự giàu có. Đã có thời điểm những hình ảnh của Adriano quay trở về với khu ổ chuột và sống cuộc sống nghèo khổ tràn lan trên các trang mạng xã hội. Nhưng có lẽ việc quay lại với Villa Cruzeiro đến từ chính sự lựa chọn của Adriano. Với hoàng đế, anh phát chán vì thế giới thậm chí còn không hiểu hết ý nghĩa của khu ổ chuột, đã vội vàng phán bừa. Trong mắt mọi người, nơi đây là một bức tranh đen tối. Nhưng trong mắt anh, đó là niềm vui, là hình ảnh của những đứa trẻ thả diều, đá bóng, là gia đình, là tình yêu. Thực tế, cựu tiền đạo Inter hiện đang sinh sống ở một phòng VIP trong khách sạn sang trọng Grand Hyatt ở khu phố cao cấp Praça da Tuca ở thành phố Rio de Janeiro. Và cái giá mà mỗi tháng cựu cầu thủ 41 tuổi phải bỏ ra lên tới hơn 10.000 bảng Anh. Adriano cũng liên tục có những tấm hình tận hưởng cuộc sống ở nơi đây với khu bếp sang trọng, view biển thơ mộng, vui chơi cùng với những người bạn của mình. Người ta tin rằng Adriano đã đầu tư vào một bất động sản ở gần bờ biển đó. Sau khi chính thức có cuộc sống ở khách sạn, Adriano dần xuất hiện nhiều với hình ảnh vui tươi hơn, trưởng thành hơn. Theo phò tù, người ta bắt gặp anh ấy chạy chiếc xe tay ga vòng quanh Rio và phát những bữa ăn Big Mac miễn phí cho trẻ em. Có vẻ như hình ảnh một hoàng đế Adriano chơi bời đã dần lùi về sau, thay thế vào đó là một con người trưởng thành hơn. Dẫu cho vẫn có những khúc mắc trong cuộc sống của anh, nhưng đó là lựa chọn của người đàn ông này. Nó mang lại niềm vui cho anh và đơn giản là vậy. 300 trận đấu, 137 bàn thắng, 16 danh hiệu các cấp, một câu chuyện dài với khởi đầu như mơ nhưng lại khép lại bằng một đốt buồn là tất cả những gì đã trải qua với sự nghiệp của Adriano. Mãi đến sau này khi nhắc về anh, người ta không còn biết gọi anh là một huyền thoại hay là một thiên tài sa ngã. Với những mảng ký ức mà anh mang lại, chỉ có thể gọi là Hoàng đế Adriano.